Hello, xin chào quý vị anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý vị anh chị đến với ITP Club Channel. Thì video hôm nay Xuân Thịnh sẽ phân tích cùng quý vị anh chị một cái mã cổ phiếu được coi là có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện tại, đó chính là cổ phiếu Vietcombank cả nhà nhé. Thì đối với cổ phiếu Vietcombank thì cách đây 3 tuần Xuân Thịnh cũng đã có post những cái mẫu hình lên Facebook rằng là sẽ có những một cái sự giảm điểm của Vietcombank trong thời gian tới, và thực tế thì trong thời gian qua nó cũng đã bắt đầu có các cái tín hiệu giảm rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau xem xét lại là Vietcombank nó sẽ đi tới đâu ha. Ok, thì đối với mẫu hình này thì chúng ta thấy được là chính là mẫu hình bullish shark harmonic pattern, hay còn gọi đơn giản hơn đó chính là mẫu hình hàm cá mập á. Hàm cá mập thì đối với Vietcombank, chúng ta lúc mà Xuân Thịnh post khi nó mới mất cái vùng hỗ trợ chính là vùng cái giá 84 và cái mục tiêu của chúng ta là 83 thì chúng ta đang chờ cái tín hiệu về 83 này xem thử là có đúng không, và chúng ta sẽ phân tích Ichimoku nó như thế nào ở nhà nhé. Thì đối với cổ phiếu Ichimoku thì đối với đằng chỉ số cũng như là chỉ báo Ichimoku thì chúng ta thấy được là sau cái quá trình mà giảm vừa rồi á, Vietcombank có cái hỗ trợ mây này và mở ra khách sạn ở khung daily thì nó có tín hiệu phục hồi đó, phục hồi về vùng khách sạn. Tuy nhiên đây là cái cơ hội để cho anh chị em có thể là chúng ta đang kẹp hàng có thể bán thôi, còn mua vào ở thời điểm này Vietcombank nó quay đầu trở lại giảm điểm và bị ép trong phiên ATC vừa qua, hôm qua bị ép bán trong ATC đúng không, và có khả năng sẽ quay trở lại phá đáy và tiếp tục cái xu hướng giảm đó. Tiếp tục cái xu hướng giảm của Vietcombank trong thời gian tới, và xu hướng này đang khá là mạnh về ở khung daily cả nhà nhé. Thì những cái vùng hỗ trợ gần nhất của Vietcombank khi mất vùng hỗ trợ 81 ở khung cái vùng mây này rồi, ở khung đồ thị tuần rồi, thì qua tuần sau hai kiếm ở khung đồ thị tuần cũng chụp nhau và sẽ có khả năng giảm rất mạnh nhé. Và vùng hỗ trợ tiếp theo của Vietcombank có thể là vùng 73, cũng là target của chúng ta ở mẫu hình harmonic Shark Harmonic Pattern. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp cho quý vị anh chị đưa ra được cho mình một cái quyết định mua bán phù hợp nhất với chiến lược đầu tư cá nhân. Và nhớ mục tiêu 73 của Vietcombank thì anh chị em về đó, như có thể là chúng ta mở ra các vị thế mua nắm giữ trung và dài hạn nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ủng hộ Xuân Thịnh bằng cách mở tài khoản tại VPS theo ID 9784 hoặc là mời một ly cà phê, chia chút lộc đồng viên tinh thần theo số tài khoản VPBank là 0877074444 nhé. Liên hệ ngay Xuân Thịnh 0877074444 để chúng ta trao đổi cùng nhau trong quá trình đầu tư nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video lần sau. Xin chào.